Trước diễn biến nhanh của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, cuối giờ chiều nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn để lên kế hoạch ứng phó. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo cập nhật diễn biến cơn áp thấp nhiệt đới của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác triển khai, kêu gọi tàu thuyền, di rời người dân trên các lồng bè và nơi an toàn, công tác an toàn hồ đập các công trình thủy lợi. Ông Nguyễn Xuân Cường, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đề nghị các địa phương cần khẩn cấp lên phương án cụ thể cho từng khu vực ven biển, khu dân cư, vùng ngập úng để tiến hành di dân, đảm bảo tài sản, hạn chế tối đa thiệt hại về người, kiểm tra cụ thể và đánh giá chi tiết mức độ an toàn của các hệ thống đê kè, hồ chứa để xử lý ngay khi có sự cố xảy ra, bố trí người thường trực, giám sát ở các hệ thống ngầm tràn, hướng dẫn phương tiện đi lại. Bài học 3 cơn bão đầu mùa đã rất nặng nề nên các địa phương không được chủ quan, công tác phải rất chủ động. Hiện điều cần làm ngay lúc này là kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn và ban hành lệnh cấm biển. Khi bão đổ bộ, cần có kế hoạch để học sinh nghỉ học đảm bảo an toàn. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, các lực lượng chức năng và người dân Phú Yên cũng đã sẵn sàng các phương án, trong đó phòng tránh của tàu thuyền trên biển, tại bến bãi và các khu dân cư ven biển bị sạt lở được quan tâm hàng đầu. Trước thông tin áp thấp nhiệt đới gần bờ và có khả năng mạnh lên thành bão, nhiều ngư dân đã chủ động cho tàu vào bờ tránh áp thấp. Tại cảng cá phường 6, trong sáng ngày 12 tháng 9, hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương, cá nhám đã cập bờ bán thủy sản và neo đậu để đảm bảo an toàn. Cũng như anh em mà cũng đi gần bờ vậy á, gần bờ vừa đúng chiến, anh em cũng liều đúng lái, anh em cũng vô vừa bão gió hẳn, mấy anh chạy ruông chứ không có núp. Khi trời bão gió thì dù mà đi chưa đúng chiến thì mấy anh trục lui lại là mấy anh xuống gần để mấy anh núp. Chỗ này trú ẩn an toàn, anh em núp trú ẩn vậy á. Đây cũng như đúng leo đầu này đi trăng giờ đầu thì trăng đây đúng 12 là mấy anh vô trăng đây là mấy anh vô, mấy anh vô tới bờ. Dạ. Trăng sau mới đi. Dạ. Giờ vô bờ đây thì mình cầm ghi thứ gì? Mình cầm ghi vô mình căng ké xong rồi mà chỗ này mình đậu. Dạ. Nhưng mà nếu mà gió năng quá thì sao? Nếu mà gió năng quá thì chạy về chỗ Đông Tét nha. Dạ. Ở Đông Tét cái chỗ núp ghi đó người ta họ đậu. Chứ rồi cái đây cái nước lũ rồi suốt cũng không an toàn. Những người mà ở quỳ biển á thì nó có thể nó chạy xuống. Dạ. Nó ní bảo xuống phía dưới cho nó xe cái bão. Yeah. Nó cách dài 3 độ gì cho nó xe bão cho nó né. Bây giờ cũng không có quỳ biến mà biết chạy ở đâu. Đến trưa ngày 12 tháng 9, Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã thông báo cho 527 phương tiện với hơn 3.000 lao động đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Phối hợp các địa phương tổ chức sắp xếp neo đậu cho 4.755 phương tiện tại các bến bãi đảm bảo an toàn. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo đôn đốc cơ quan thường trực và các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với chính quyền các địa phương để rà soát nắm số lượng phương tiện lao động đang hoạt động trên biển neo đậu trên các bến của địa phương, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Duy trì nghiêm cái chế độ trực sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý khi có tình huống xảy ra. Trong đó về quân số trực là 110 đồng chí, cơ quan 30 đồng chí, 6 đồn biên phòng và hải đội là 80 đồng chí. Về phương tiện thì cơ quan duy trì 5 xe ô tô và các đồn biên phòng là 3 tàu và 5 cái cano. Hiện tại, qua hệ thống thông tin liên lạc, tình hình tàu thuyền trên biển và tại các bến bãi của Phú Yên đảm bảo an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát thông tin để có phương án phòng tránh bão hiệu quả, hạn chế thiệt hại. Tỉnh Quảng Ngãi trong ngày hôm nay đã tập trung tối đa cho công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn và phòng chống sạt lở vùng miền núi, ven sông, ven biển. Đến cuối giờ chiều nay, tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi thêm trên 200 tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm vào bờ tránh trú áp thấp nhiệt đới. Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi còn khoảng 1.000 tàu cá với trên 9.000 ngư dân còn đang trên biển. Các đài kênh ICOM cộng đồng và các trạm kiểm soát biên phòng ven biển tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn hoạt động trên biển, nhất là tại khu vực Hoàng Sa, Trường Sa để hướng dẫn cho các tàu vào bờ hoặc tìm nơi neo trú an toàn.
tại các địa phương ven biển, vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở núi, chiều cường tại tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với những diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi duy trì ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ. Chiều nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão, chính thức ban bố lệnh cấm tàu thuyền ra khơi và dừng hoạt động vận tải khách trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn để đảm bảo an toàn. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi, khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay, hai tàu cá hoạt động giã cào trên vùng biển thuộc địa phận xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, trên đường vào bờ trú bão đã bị chìm. Hai tàu cá bị chìm là của ngư dân Phạm Văn Hùng và ngư dân Nguyễn Ca, cả hai ngư dân đều ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Lúc bị chìm, trên mỗi tàu có 3 lao động, rất may không có thiệt hại về người. Ngay khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã được huy động để lai dắt tàu vào bờ. Còn tại thành phố Đà Nẵng, đến chiều nay đã thông báo đến tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp bão. Tổng số phương tiện tàu thuyền của Đà Nẵng đang hoạt động trên biển là 161 phương tiện với 1.332 lao động đều đã được thông tin và di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Tỉnh Bình Định cũng đã thông báo hướng dẫn cho tổng số 7.092 tàu với 45.853 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, hôm nay hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thông báo do không đủ điều kiện khai thác tại sân bay Buôn Ma Thuột, hãng đã chuyển hướng hạ cánh một chuyến bay từ Hà Nội đi Buôn Ma Thuột đến thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng không khai thác 7 chuyến bay đến và đi từ sân bay Buôn Ma Thuột trong ngày hôm nay, gồm 4 chuyến đi đến thành phố Hồ Chí Minh, 1 chuyến đi Hà Nội, 2 chuyến đi từ đến Đà Nẵng. Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự kiến mạnh lên thành bão sẽ ảnh hưởng đến các sân bay tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Pleiku. Do vậy, hành khách có kế hoạch đến đi từ các sân bay trên trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết nhằm chủ động trong lịch trình đi lại.